Ở đây chúng ta thấy là người ta cho cái bảng ở dưới này để dò tên trường. Và tên trường ở đây thì mình nhìn thấy có chữ DHNV. Và nếu như là mình nhìn kỹ lại cái mã của học sinh, mã học sinh, thì ở phía bên trái là nó có TVS. Như vậy mình thấy ở dưới này là không có S. Và trong này người ta cũng nói là tên trường dựa vào ký tự đầu thứ hai. Tại vì sao là thầy để là ký tự đầu thứ hai? Tại vì đôi khi các bạn lại lấy số 0 này là không đúng, cho nên ở phía đầu nhưng mà ký tự thứ hai. Và chỗ này chúng ta sẽ dùng là V lookup, và chúng ta lấy ký tự hai. Ký tự hai thì các bạn sẽ dùng hàm middle, lấy cái test này bắt đầu từ vị trí 2, lấy một ký tự. Như vậy chúng ta đã lấy ra được chữ H, chữ D hoặc chữ N, chữ V. Và chúng ta sẽ đi dò tìm trong cái bảng này. Các bạn chọn bảng, các bạn chọn bảng, sau đó các bạn sẽ nhấn F4 phẩy. Nếu như đúng thì trả về cột 2. Nếu đúng trả về cột 2 thì chúng ta trả về cột 2. Và kiểu dò tìm của chúng ta là kiểu chính xác không, được chưa nào? Như vậy các bạn đã có được tên trường, được không? Tên trường. Đối với xếp hạng thì chúng ta sẽ sử dụng hàm rank, và chúng ta lấy điểm, chúng ta xếp so với điểm cả lớp. Như vậy các bạn chọn điểm cả lớp, chúng ta nhớ nhấn F4 trên máy của các bạn. F4 thì các bạn nhấn thêm phím FN là function F4 thì nó mới ra trên máy của các bạn. Phải chọn kiểu dò tìm là không. Dò tìm là không. Như vậy bạn giỏi nhất sẽ là số 1. Ở trong này bạn này 10 điểm, số 1. Giỏi nhất số 1 ha. Kết quả của chúng ta ở đây thì người ta để là đậu rớt. Nếu như điểm lớn hơn 5 thì là đậu, còn không là rớt. Như vậy thì chúng ta sẽ có hàm if nếu điểm lớn hơn bằng 5 thì kết quả của chúng ta là đậu, còn không là rớt. Rớt. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có kết quả đậu rớt ở đây. Rồi ở phía dưới chúng ta có thống kê bao nhiêu người đậu, bao nhiêu người rớt. Thì các bạn thấy là ở đây có chữ thì chúng ta sẽ sử dụng là count if. Chúng ta đếm count if ha. Và điều kiện của chúng ta là gì? Là cái vùng điều kiện là đậu hay là rớt, tức là vùng kết quả. F4 lại phẩy, điều kiện của chúng ta là chữ đậu. Enter, chúng ta có 9 bạn đậu. Copy công thức xuống, chúng ta có 3 bạn rớt. Trong phần định dạng, các bạn có thể sử dụng định dạng bảng cho nó đẹp. Mình chọn xong, các bạn sẽ lên phía trên, nó có phần format at table. Các bạn chọn vô đây, các bạn chọn một kiểu bảng mà mình thích. Sau đó nó hỏi rằng là cái bảng này có title không, có header không? Có. Bảng này của mình có header. Ok. Và nó đã định dạng cho mình một cái kiểu bảng. Màu sắc tôm hầu rất là đẹp. Tương tự như vậy đối với lại bên này, mình cũng có thể chọn định nghĩa một cái kiểu bảng ở đây. Tuy nhiên đối với lại cái đậu rớt này nè, thì cái bảng này nó sẽ chưa có tiêu đề.
À, có thể mình sẽ thêm tiêu đề vô cho nó dễ ha. À, tình trạng đi, đậu hay rớt. Rồi chỗ bên này mình có là số lượng thì nó sẽ đẹp hơn, còn nếu không thì các bạn kẻ khung thôi là được rồi. Như vậy ở đây mình cũng kẻ bảng, mình kẻ một cái bảng màu khác đi. Rồi như vậy là mình đã có được là số lượng, tình trạng đậu rớt. Rồi xong. Như vậy mình đã có được cái bài hoàn chỉnh. À còn kết quả thi, kết quả thi mình có thể là insert cho nó đẹp. Các bạn chọn mở rộng cái này ra, mở rộng ra cho nó tràn hết cái ô cho nó đẹp ha. Và mình muốn định dạng màu, mình có thể chọn màu nền, màu chữ, hoặc là các bạn có thể chọn vô đây cell style. Trong cái cell style này nó có sẵn một số style, nếu bạn thích cái style nào thì bạn chọn style đó ha. Ví dụ như mình chọn màu xanh đi, màu xanh cho nó dễ nhìn. Rồi chọn in đậm, chọn kích cỡ lớn lên tí xíu. Như vậy đây là cái bài tập của mình đã hoàn chỉnh, được chưa nào? Bài tập của mình đã hoàn chỉnh, các bạn có thể là đó, kết quả nó như thế, được chưa? Như vậy bạn đã hoàn chỉnh được cái bài làm của mình ở đây.